Dưỡng khớp của Fujike thì có những khác biệt gì so với các cái sản phẩm tinh dầu xương khớp khác ở trên thị trường? Cái đầu tiên đó là dưỡng khớp của Fujike là một trong số rất ít những cái loại tinh dầu dưỡng khớp hiếm hoi được chiết xuất từ 11 loại thảo dược tốt cho xương khớp như là dây đau xương này, cây mật gấu này, cây độc hoạt này, địa liền này, lá lốt này, thiên niên kiện này, cà gai leo này, cẩu tích này, long lão này, hy thiêm này. Đúng không ạ? Trong khi đó ở trên thị trường thì các cái loại tinh dầu xương khớp khác nó chỉ chứa từ 2 cho tới 4 loại thảo dược thôi. Cho nên là cái hiệu quả mà khi khách hàng sử dụng cái tinh dầu xương khớp của Fujike nó tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều so với các cái sản phẩm tinh dầu khác ở trên thị trường. Thứ hai, nó được chiết xuất từ cái dây chuyền đạt tiêu chuẩn đạt chứng chỉ GMP cho nên chất lượng của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng nó sẽ đảm bảo cái chất lượng và cái phẩm chất tốt nhất. Thứ ba, đó là sản phẩm đạt các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra cũng như là cấp phép và sản phẩm đảm bảo là không có chứa chất cấm, nguy hiểm, độc hại tới sức khỏe của con người. Thứ tư, đó là khác với thị trường là các cái sản phẩm tinh dầu xương khớp khác được sử dụng ở trên những chai nhựa hoặc là những chai thủy tinh sáng màu và trong suốt thì sản phẩm tinh dầu dưỡng khớp của Fujike được sử dụng ở trong chai thủy tinh tối màu để đảm bảo là cái chất lượng của cái tinh dầu nó không bị ảnh hưởng theo thời gian như với chai nhựa và không để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào gây biến chất cũng như là ảnh hưởng tới chất lượng của tinh dầu. Thứ năm đó là sản phẩm tinh dầu dưỡng khớp của Fujike khi mà xịt lên cơ thể của chúng ta nó sẽ không có cảm giác nóng nó gắt như với các cái sản phẩm tinh dầu khác bởi vì cái hàm lượng ethanol ở trong tinh dầu của Fujike nó rất là thấp để đảm bảo khi mọi người xoa lên nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Nếu như mà uh, các sản phẩm tinh dầu khác thì khi xoa lên nó rất là nóng và gây cảm giác cực kỳ khó chịu. Và cuối cùng, đó là mỗi một cái chai tinh dầu dưỡng khớp các bạn mua thì sẽ đều được trích lại 5,4 phần lợi nhuận để ủng hộ vào cái quỹ để ơn đáp nghĩa của Fujike để dùng để uh, tặng các cái uh, chai tinh dầu cũng như cung cấp tinh dầu cho các cái trung tâm bảo trợ lại nhân chất độc da cam cũng như là các chiến sĩ ở ngoài đảo trường xa lớn được sử dụng cũng như là đóng góp nhiều hơn nữa vào các cái hoạt động thiện nguyện của Fujike các bạn nhé